Alo. Báo cáo đồng chí, ở dưới Ứng Hòa đang xảy ra vụ án mạng, mời các đồng chí về phối hợp ạ. Đồng chí triển khai các lực lượng bảo vệ và giữ nguyên trường, chúng tôi sẽ triển khai lực lượng xuống ngay bây giờ. Công an Ứng Hòa vừa nhận báo tại xã Hòa Lâm có vụ giết người, nghi giết người cướp tài sản. Các đồng chí khẩn trương chuẩn bị trang thiết bị cần thiết để tiến hành khám nghiệm trường. Đó. Tôi đánh giá nhiều khả năng đây là vụ giết người cướp tài sản. Giết người cướp tài sản đối với nạn nhân là người già. Đấy. Thứ hai nữa là độc thân. Từ cái nhận định đấy, chúng tôi kiểm tra kỹ xung vực xung quanh hiện trường, xác định cái lối vào lối ra của đối tượng. Chúng tôi triển khai mở rộng ra xem coi nhà còn dấu vết vật chứng gì nữa, hoặc không khí hoặc vân vân. Cái nhà bỏ hoang của bản Nham cũng là nhà cấp 4. Trong nhà, trên nền nhà có một số cái đầu mẩu thuốc lá mới. Đấy. Tất cả các cái dấu vết này được chúng tôi thu giữ theo đúng quy định và đảm bảo yêu cầu về nghiệp vụ. Ngày 18 tháng 8 năm 2015, ông Lê Ngọc Hát, sinh năm 1957, ở xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa, không thấy ông Tạ Văn C ra ngõ chơi như mọi ngày. Nhìn thấy cửa ngõ vẫn khóa bên trong nhà không bật điện, ông C sống một mình. Các con không ở cùng, chỉ về thăm vào thứ Bảy và Chủ nhật. Do nghi ngờ, ông Hát về nhà lấy thang trèo lên và nhìn vào trong thì thấy ông C nằm ngửa trên lối đi giữa bếp và bể nước. Hai tay bị trói, miệng bị nhét rẻ. Ông Hát và hàng xóm đã báo với chính quyền địa phương và công an đến giải quyết. Bằng những nghiệp vụ, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng dựng lại hiện trường và triển khai những công tác khám nghiệm, thu thập các bằng chứng tại hiện trường. Từ đầu mẩu thuốc lá, qua quá trình xét nghiệm và tra cứu tàng thư quốc gia, Phòng Kỹ thuật Hình sự đã tìm ra đối tượng tình nghi. Cái mảng điều tra của cơ quan điều tra rất là bí, bởi vì sao? Nạn nhân thì ở một mình, chứ không có nhân chứng gì cả. Thứ hai nữa là khu vực quê, về cái hệ thống camera, cái thứ là gần như không có. Và cái thời điểm năm 2015, hầu như cái camera ở các cái đường đi ngõ xóm trong làng là không, hoàn toàn không có. Ngay trong đêm thì các cái dấu vết bao gồm dấu vết vân tay, dấu vết sinh học là để lại ở trên cái đầu mẩu thuốc lá được coi như là chúng tôi coi như đưa về cơ quan làm tra cứu và làm các cái xét nghiệm chuyên sâu. Kết quả tra cứu thì tra trên tàng thư căn cước công an nhân dân và tàng thư chứng minh thư nhân dân xác định cái dấu vết vân tay là của đối tượng Lê Văn Tùng để lại. Tại một vụ án khác, từ vết máu dính trên nửa viên gạch vỡ và các dây trói trên người nạn nhân Vũ Thị Đê tại xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hòa, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã đưa ra những chứng cứ không thể chối cãi, buộc kẻ thủ ác phải cúi đầu nhận tội. Kết quả giám định gen là cái bằng chứng khẳng định 100%. Đấy. Thì coi như đối tượng Phạm Văn Sinh đã phải coi như thừa nhận cái hành vi phạm tội của mình. Trước đấy là đối tượng phủ nhận hoàn toàn. Không biết gì. Tháng 5 năm 2019, khi quần chúng nhân dân phát hiện nạn nhân chết ở bãi rác thuộc cánh đồng thôn Yên Trường, xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hòa, thì tử thi đang trong quá trình phân hủy mạnh. Ở cái hiện trường ban đầu cái bãi rác ấy, nó có mấy yếu tố. Một là thời gian nó lâu, đồng ra coi nhà là các cái dấu vết mà để truy dấu vết nóng, truy tìm đối tượng là hầu như không có. Bởi vì coi nhà nó được coi nhà gần 3 ngày. Đấy. Thứ hai nữa là cái khu vực bãi rác thì các đồng chí biết
nó bẩn thỉu, ruồi muỗi. Đấy, về cái vệ sinh là nó rất là mất vệ sinh. Đấy. Thứ ba nữa là cái bãi rác này nó nằm coi như là giữa đồng không mông bệnh. Qua công tác khám nghiệm tử thi, nạn nhân chết do ngạt thở và chấn thương sọ não. Theo nhận định ban đầu, từ dây quấn vòng quanh cổ nạn nhân và các dấu vết thu thập được tại hiện trường, các hung khí gây án liên quan nhiều đến vật liệu xây dựng. Để mở rộng hiện trường ra khoảng 200 mét, thì phát hiện nhà đối tượng Phạm Văn Sinh, sinh năm 1980, là cũng ở cùng thôn hiện trường, cách cái hiện trường 180 mét, nhà đang xây dựng. Tôi phát hiện có một nửa viên gạch, thứ nhất là nó có cái vết vỡ tương đối mới là một, thứ hai nữa là có cái vết màu nâu sẫm, đấy, nghi ngờ là dấu vết máu. Sau đấy thì chúng tôi mang dấu vết máu về phòng thí nghiệm làm chuyên sâu là giám định ADN. Thì kết quả giám định ADN thì cho thấy đấy là dấu vết máu của bà Vũ Thị Dung là nạn nhân. Đây chỉ là một trong những vụ trọng án mà Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã tham gia phá án. Từ đầu năm 2023 đến nay, Phòng Kỹ thuật Hình sự đã tham gia khám nghiệm hiện trường gần 360 vụ, giám định kỹ thuật hình sự hàng nghìn vụ, giám định pháp y 390 vụ, giám định tài liệu, định hóa, kỹ thuật pháp lý, sinh vật hàng nghìn vụ. Trong đó, Phòng Kỹ thuật Hình sự đã giám định một số vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra ở các địa bàn. Đó là vụ án mạng tại hầm gửi xe chung cư Mipec, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2023. Vụ sát hại cướp tài sản xảy ra ngày 16 tháng 7 năm 2023 tại thôn Bầu, xã Kim Trung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Một vụ khác phát hiện ngày 12 tháng 2 năm 2024 tại xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Gần đây là vụ án sát hại cướp tài sản phát hiện ngày 19 tháng 2 năm 2024 tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Trong năm 2023 và năm 2024, có hai vụ cháy lớn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn thành phố. Đó là vụ cháy tại nhà số 37, ngách 70, ngõ 29, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Vào đêm ngày 12, rạng sáng ngày 13 tháng 9 năm 2023, khiến 56 người tử vong. Vụ cháy thứ hai xảy ra ngày 24 tháng 5 năm 2024 tại số 1, ngõ 43 trên 98 trên 31, phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đã cướp đi sinh mạng của 14 người. Giám định cháy nổ là một công việc vô cùng phức tạp và nguy hiểm bởi quá trình cháy, lửa đã phá hủy những dấu vết ban đầu tại hiện trường. Cùng với đó, công tác chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn đã làm xáo trộn hiện trường. Sau cháy, hiện trường cũng vô cùng nguy hiểm với tường gạch nứt vỡ, mái tôn, từng mảng bê tông có thể đổ sập. Đó là chưa kể đến hóa chất, khí độc được hình thành trong quá trình cháy. Vất vả, nguy hiểm là thế, thường phải tiếp xúc với những tử thi, với những hóa chất độc hại. Nhưng họ, những người chiến sĩ mang hai màu áo xanh của lực lượng công an nhân dân, màu áo blue trắng của những bác sĩ vẫn bền bỉ thực hiện nhiệm vụ của mình, truy tìm những dấu vết từ nhỏ nhất để giúp cơ quan cảnh sát điều tra nhanh chóng tìm ra nguyên nhân thủ phạm. Tuy chỉ là một mắt xích trong quá trình phá án, nhưng tầm quan trọng của kỹ thuật hình sự là không thể phủ nhận. Với chức năng nhiệm vụ của Phòng Kỹ thuật Hình sự là rất nặng nề, là những anh hùng thầm lặng mà ít được kể đến và nhắc tên đến. Toàn bộ những cái vụ việc liên quan đến phát hiện, điều tra, khám phá, bắt giữ các đối tượng là có công rất to lớn của lực lượng kỹ thuật hình sự. Thế là lực lượng kỹ thuật hình sự là rất vất vả, sẵn sàng đi bất cứ lúc nào, làm ngày làm đêm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 1957, tại trường Công an Nhân dân Hà Nội,
Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định lấy ngày 23 tháng 8 năm 1957 là ngày truyền thống của lực lượng kỹ thuật hình sự Công an Nhân dân Việt Nam. Kỹ thuật hình sự là một trong những bộ phận hợp thành của khoa học hình sự, đồng thời là một lĩnh vực công tác của lực lượng Công an Nhân dân thông qua việc ứng dụng các quy luật tự nhiên và tiến bộ khoa học kỹ thuật để điều tra, khám phá các vụ án, vụ việc. Công tác kỹ thuật hình sự giữ vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong đấu tranh phòng chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Lực lượng kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hà Nội gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của lực lượng kỹ thuật hình sự Công an Nhân dân và lực lượng Công an Thủ đô Anh hùng. Bước vào thời kỳ đổi mới, mở cửa, hội nhập quốc tế sâu rộng, lực lượng kỹ thuật hình sự Công an Thủ đô không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, từ chính trị, tư tưởng, tổ chức và chuyên môn nghiệp vụ. Trải qua những chặng đường phát triển, nhiều thế hệ tiếp nối, nhiều lần thay đổi, sát nhập. Đến nay, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an thành phố Hà Nội PC09 có 5 đội công tác với hơn 100 cán bộ chiến sĩ, trong đó cán bộ chiến sĩ trẻ chiếm phần lớn. Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an thành phố Hà Nội được thành lập năm 1981. Tính đến nay thì đã trải qua hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành. Các thế hệ cha anh đi trước đã tập trung xây dựng đơn vị và đã đạt được những thành tích rất là xuất sắc. Năm 1985, đơn vị là một trong những đơn vị đầu tiên của Công an thành phố được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Và từ đó đến nay, trải qua các thế hệ lãnh đạo của đơn vị, trải qua các bác, các chú canh đi trước đã xây dựng và củng cố, đến ngày nay đơn vị ngày càng trưởng thành và lớn mạnh. Với chức năng nhiệm vụ khám nghiệm hiện trường, giám định tài liệu, kỹ thuật tài liệu, ma túy, sinh học, đường vân, pháp y, tử thi, kỹ thuật số, điện tử, cơ học, nồng độ cồn trong máu và các biện pháp kỹ thuật phòng chống tội phạm, tính chất thủ đoạn của các loại tội phạm để tham mưu giúp lãnh đạo các cấp có đối sách phòng ngừa và đấu tranh, lực lượng kỹ thuật hình sự còn trực tiếp tham gia các hoạt động điều tra tội phạm, sử dụng các biện pháp khoa học, phương tiện kỹ thuật để phát hiện, xác lập chứng cứ, xử lý tội phạm. Đơn vị là một trong những phòng nghiệp vụ mà phục vụ thường xuyên phối hợp với cơ quan điều tra các cấp để tập trung điều tra, làm rõ các vụ án, vụ việc xảy ra trên địa bàn thành phố. Và tính chất công việc thì rất là vất vả nhưng rất là thầm lặng. Trong các vụ án thì cán bộ chiến sĩ đơn vị đã chấp hành tốt sự lãnh đạo chỉ đạo của tập thể đảng ủy chủ yếu phòng, không quản ngại khó khăn vất vả, đêm hôm mưa gió, thậm chí là rơi vào những ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Khi có bất cứ vụ án, vụ việc xảy ra trên địa bàn thành phố thì cán bộ chiến sĩ đơn vị đều khẩn trương vào mặt, tập trung vào công tác khám nghiệm hiện trường và giám định kỹ thuật hình sự. Qua đó đã thu được những dấu vết, những vật chứng rất quan trọng và góp phần rất lớn vào công tác điều tra khám phá nhanh các vụ án, vụ việc của trên địa bàn thành phố. Khoa học công nghệ ngày càng phát triển, tình hình tội phạm theo đó cũng có những diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi hơn. Nhiều đối tượng đã lợi dụng khoa học kỹ thuật để thực hiện, che giấu hành vi phạm tội nhằm gây khó khăn cho công tác điều tra. Đây là những khó khăn, thách thức đối với lực lượng kỹ thuật hình sự. Trước tình hình đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội, lực lượng kỹ thuật hình sự từ những thiết bị, máy móc được trang bị hiện đại đã không ngừng nỗ lực, cố gắng nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ, tiên tiến, cải tiến, nâng cao hiệu quả các mặt công tác chuyên môn nhằm đáp ứng hiệu quả các yêu cầu của hoạt động tố tụng, góp phần vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tại thủ đô. Thời đại công nghệ 4.0 hiện nay, thì Đảng ủy chỉ huy, Ban chỉ huy đơn vị luôn xác định là cán bộ chiến sĩ phải đổi mới về tư duy, đổi mới về nhận thức, phải thống nhất trong hành động. Và bên cạnh đó thì cán bộ chiến sĩ thường xuyên phải tập trung nâng cao trình độ, thường xuyên học tập. Các trang bị hiện đại của đơn vị phải được khai thác và sử dụng có hiệu quả. Tiếp đó là đơn vị cũng thường xuyên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trong toàn thành phố cũng như các đơn vị cấp bộ để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, thường xuyên chia sẻ thông tin để giúp cho nâng cao hiệu quả công tác điều tra khám phá
tội phạm, đặc biệt là những tội phạm mà lợi dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội. Quy định mới về pháp luật là luật hình sự, luật tố tụng hình sự năm 2015 và bổ sửa đổi bổ sung năm 2019 là cái chứng cứ về vật chất bây giờ hết sức quan trọng, là khi tất cả những cái vụ án từ trọng án là chúng tôi thu thập tài liệu chứng cứ, và chứng cứ đây là chứng cứ vật chất khẳng định được đối tượng hay không, cũng như là chứng minh được tội phạm của các đối tượng. Thì đấy là một trong cái đóng góp mà khi ra tòa xử hay xét xử thì những cái chứng cứ đó là chứng cứ xác đáng để đối tượng phải khuất phục trước cơ quan điều tra. Đặc biệt các vụ án ma túy thì riêng kết luận giám định ma túy thì các cơ quan điều tra mới có căn cứ pháp lý để ra các quyết định tiếp theo là xử lý, vì đây là luật quy định những cái vụ án phải bắt buộc trưng cầu giám định. Cho nên là việc cái cơ quan kỹ thuật hình sự phối hợp với cơ quan điều tra trong các điều luật của luật tố tụng hình sự là có cái vấn đề liên quan rất là mật thiết, vì bắt buộc phải trưng cầu giám định thì cái vụ án nó mới có cái đường hướng để xử lý. Mới đây, trong quá trình phá án, thông qua công tác giám định các mẫu vật về ma túy, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện ra một số chất ma túy mới chưa có trong danh mục các chất ma túy cần kiểm soát tại Việt Nam. Công tác giám định này đã góp phần bổ sung thêm trong danh mục chất ma túy và tiền chất vào Nghị định số 90 của Chính phủ, có hiệu lực thi hành từ ngày 17 tháng 7 năm 2024. Có những cái vụ việc mà chúng tôi qua công tác giám định tìm hiểu ra và phát hiện được những cái chất mà có cái tác dụng tương tự chất ma túy nhưng chưa có trong danh mục của Chính phủ, và từ những năm 2005 đã tham gia phối hợp báo cáo các bộ ban ngành để bổ sung vào các danh mục các chất ma túy của Việt Nam. Đặc biệt những năm gần đây với cái tình hình sử dụng cần sa tổng hợp rất là phức tạp trên địa bàn của cả nước, thì chúng tôi cũng đã phối hợp và phát hiện ra nhiều dạng cái cần sa tổng hợp và lại cũng chưa có trong danh mục các chất ma túy của Việt Nam. Trung Anh, một cán bộ chiến sĩ trẻ thuộc đội giám định hóa, kỹ thuật pháp lý và pháp y sinh vật thuộc phòng kỹ thuật hình sự. Khi trúng tuyển vào trường Học viện An ninh, Trung Anh được cử đi đào tạo tại Học viện Quân y chuyên ngành bác sĩ đa khoa. Ngày đầu, về công tác tại phòng kỹ thuật hình sự, tiếp xúc với những tử thi, Trung Anh cũng như các chiến sĩ trẻ khác đều không tránh khỏi cảm giác sợ hãi, lo lắng. Nhưng khi được ban chỉ huy phòng, ban chỉ huy đội động viên, chia sẻ, thế hệ đi trước tiếp bước, truyền lửa, truyền kinh nghiệm, người chiến sĩ trẻ này đã sớm bắt nhịp được với công việc. Trường này thì ở nhà thì con nhỏ thì vợ con ai có ai giúp không? Vợ cháu đang nghỉ thai sản ở nhà, bà ngoại lên đỡ. À thế tốt rồi. Thứ hai là nếu mà những cái vụ án đêm liệu có phải về giúp đỡ vợ con thì báo cáo lại chỉ huy đội, chỉ huy phòng. Anh em sẽ tạo điều kiện trong cái thời gian con nhỏ thì đi làm pháp y thì có những cái nó vất vả, đêm hôm lại về không trông được con. Cũng cẩn thận, mùa này mưa gió nên thôi động viên vợ ở nhà. Chồng thì công việc thế, đi trực nó là trách nhiệm của lực lượng công an rồi. Nhá, thì cũng động viên vợ làm sao cho nó yên tâm. Các anh, chú đồng chí Trung Anh thì con nhỏ cháu cũng bị cháu bị bệnh tim bẩm sinh. Sức khỏe cũng là gia đình phải thường xuyên chăm sóc và có quan tâm nhiều hơn. Cũng mong các cấp lãnh đạo tạo điều kiện hơn nữa cho đồng chí Trung Anh được vừa đảm tốt công việc gia đình cũng như chăm sóc cháu nhỏ. Thế chỗ đội mỹ tổ có gì đề xuất thì báo cáo cho tham mưu xem là cái chế độ chính sách có cái gì được hỗ trợ của công an thành phố thì báo cáo chỉ phòng sẽ tạo điều kiện. Thôi thế anh em làm việc, tôi về nhá. Ở đây làm việc trực nghiêm túc. Những lời động viên kịp thời từ gia đình cũng sẽ là những nguồn động lực to lớn để những người cán bộ chiến sĩ trẻ ấy có thể vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Alo, chị à? Đang trực à? Ừ, đang cơ quan. Đã đi ăn cơm chưa?
Tí nữa bây giờ xong việc đã rồi chưa đi được. Vẫn chưa được đi ăn cơm à? Chưa chưa. Thế hôm nay có việc gì không? Chưa biết được, từ đến đêm ở đâu trên cầu mình đi thôi. Nhưng mà ngày hôm nay có phải đi làm gì không? Sáng thì đi hai vụ rồi. Tối nhé, phải ca trực. Ừ. Con khóc à? Nó đói à? Ừ. Bên chúng tôi đã tổ chức những cái chương trình như là tặng quà đối với cả đoàn viên thanh niên có gia đình có hoàn cảnh khó khăn để tạo động lực cho các đồng chí đấy hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà ban chỉ huy phòng, ban chỉ huy đội giao cho. Hiện tại thì đoàn viên thanh niên đều là trẻ nên là gia đình thì ở xa. Thì các đồng chí đấy cũng có, trong khi đó là cái lĩnh vực của kỹ thuật hình sự nó cũng đặc thù khó khăn và nhiều cái mức độ độc hại nó rất là cao, tiếp xúc nhiều về hóa chất, ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng mà đoàn viên thanh niên ở đơn vị vẫn luôn hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao. Phát huy những kết quả đã đạt được, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã và đang nỗ lực từng ngày tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp, tăng cường bố trí, sử dụng cán bộ đảm bảo khoa học, hiệu quả, đào tạo, bồi dưỡng các cán bộ chiến sĩ trẻ, nhất là các chuyên ngành về nghiệp vụ giám định vi thể, giám định kỹ thuật, âm thanh, ADN, theo tinh thần quyết định số 29 của Thủ tướng Chính phủ về hiện đại hóa công tác kỹ thuật hình sự đến năm 2025 trong Công an Nhân dân và chỉ thị số 07 của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường hiện đại hóa công tác kỹ thuật hình sự và pháp y công an trong tình hình mới. Trong thời gian tới, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ cũng như là của thành phố thì thực hiện nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về phát huy cái lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh, chính quy tinh nhuệ hiện đại. Thì lực lượng kỹ thuật hình sự là lực lượng được ưu tiên đầu tư cả trang thiết bị, máy móc cũng như là con người để đáp ứng ngay cái yêu cầu theo cái chỉ thị số 07 của Bộ trưởng Bộ Công an và theo cái nghị quyết của Chính phủ. Thì chúng tôi cũng ưu tiên đầu tư cho lực lượng kỹ thuật hình sự là lực lượng tiên phong đầu tiên để mà tiến lên chính quy tinh nhuệ hiện đại để đáp ứng với yêu cầu trong tình hình mới. Dưới ngọn cờ thiêng liêng trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những thế hệ cha anh đi trước, hôm nay những cán bộ chiến sĩ Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an thành phố Hà Nội tự hào báo công lên Bác những thành tích, những chiến công đã vinh dự đạt được. Cho dù những công việc, những đóng góp của lực lượng kỹ thuật hình sự hết sức thầm lặng, nhưng những cán bộ chiến sĩ ấy vẫn bền bỉ thực hiện nhiệm vụ cho dù khó khăn, phức tạp đến đâu. Trong đêm, có những bước chân khi vội vã, khi thầm lặng của những cán bộ chiến sĩ kỹ thuật hình sự cùng góp những chiến công cho lực lượng công an thủ đô anh hùng.